Rồi, chào mừng các bạn đến với số tiếp theo của hôm nay chơi gì. Rồi, hôm nay mình có một cái deck trên tay, cũng của bạn Đạt hôm bữa tại chợ luôn. Thì deck này rẻ, dễ chơi, không dễ chơi lắm, hơi nhức đầu. Và đặc biệt là deck này chơi không có chán nha các bạn, tại vì nó chơi theo tình huống rất là nhiều. Rồi, đây là deck Duckworth. Ngoài ra thì nó còn có những cái những cái hình rất là đẹp ha. Đây các bạn có thể coi, hai này y chang nhau luôn. Rồi mình về, mình tiếp tục đi sâu vào deck ha. Rồi về main deck, bạn chỉ cần mua khoảng 3 cái structure deck Duckworth. Hiện tại đang có bán ở rất là nhiều shop, thì bạn đã có thể gần như là đủ 40 card này rồi, gần như là đủ luôn, chỉ cần thêm một số thứ rồi. Rồi đầu tiên khi bạn mua 3 structure deck, bạn sẽ được 3 con Duckworth mới. Con này tên dài quá mình không đọc đâu. Rainbow. Con này tên gì? Rainbow Overkin of Duckworth. Thôi giờ con Duckworth mới. Rainbow, nó là Rainbow. Rồi. Ba con này. Tiếp tục thì mình sẽ có hai con, bạn này sẽ chơi thêm là hai con Rafa. Rafa là tụi này, con này là boss của Duckworth hồi đó. Hiện tại nó vẫn là boss của Duckworth nhưng mà biến thành này. Rồi. Tiếp theo mình, bạn này chơi thêm hai con Silva, đâu biết Silva cầu thủ đá banh Silva. Rồi thì những cái con đắc quật này nó sẽ có effect là khi nó bị đít cạt xuống mộ thì nó sẽ nháy một cái effect gì đó. Con này khi bị đít cạt xuống mộ thì nó sẽ sệt một đắc quật cạt, một đắc quật level 5 hoặc cao hơn là sẽ sệt. À, đắc quật level 5 hoặc cao hơn chứ không phải sệt cạt. Rồi xin lỗi nha, con này sẽ sệt một đắc quật level 5 hoặc cao hơn. Con này khi đây là target sạch của nó đây. Con này khi bị đít cạt xuống thì nó sẽ bắn một cạt của ớt có target và ép bắt buộc. Có nghĩa là bạn đối phương của bạn không có gì bạn cũng phải bắt buộc bắn nữa, mặc dù bạn không bắn gì hết. Đó là ép effect các bạn. Rồi con này thì khi nó bị đít cạt xuống thì nó sẽ tự special summon con này. Rồi nếu mà bị đít cạt bởi hiệu ứng của đối phương thì nó sẽ làm gì? Thì dẫn sầu lên xong rồi pop sẽ lấy hai cạt mở về bất động. À rồi ví dụ ốp có 3 cạt trên tay, ốp có gì đó bắt mình đít cạt này, khi này bị đít cạt xuống nó vẫn sẽ nhảy lên xong rồi bắt ốp để hai này xuống đấy là đối phương đã mất 3 cạt rồi đó. Hay không? Quá tuyệt vời. Rồi thì con này là một trong những chiến thuật giật hen khá là dơ bẩn nhưng mà cũng hên xui thôi. Tiếp theo mình sẽ có Genta, ba con Genta hả? Cũng là con mới. Con này mới hả? Xem xuống để sạch kim. À ok, con này có effect là tự đít cạt hả? Tự đít cạt con này xong rồi sạch cái field. Và khi nó bị ban đít mà trên sân có đắc vô cạt thì nó được sồi. À ok, vậy con này sẽ đi combo với lại cái field. Rồi, mình hiểu rồi. Đâu rồi cái field rồi? Đây. Cái field là bạn có, đầu tiên là bạn đít cạt con này xuống, bạn sờ cái field lên. Sau đó bạn cắm cái field. Cái field sẽ có effect là banish một Duckworth cạt một phi hành hả? Ok, banish một phi hành dưới mộ, con này hệ phi hành nè. Fin. Rồi, và roll một, đúng không? Hai đít một. Đít một con phi hành nữa. Đít một phi hành nữa. Đít một phin. Rồi thì con này thường sẽ là effect là ban con này ra xong rồi đít cạt một con nữa. Ví dụ bạn có hai hand, bạn có hai này đúng không? Ép con này đít xuống sạch cái field lên. Xong rồi active cái field. Ép cái field ban đít con này. Đít cạt con này xuống để roll một là bạn sẽ được cộng một và hai con này sẽ tự nhảy về đúng không? Đúng không? Rồi, đó là bạn đã có hai sát và được cộng một. Rất là mạnh ha. Vì thế con này chơi 3 đúng không bạn? Ok ok. Và về nghĩa là chỉ cần một con này và một con Duckworth bất kỳ là bạn đã có thể nháy được rất là nhiều phát rồi. Rồi. Tiếp tục là bạn chơi 3 Snow. Con này khi đi xuống thì sạch cái gì đây? Sạch nguyên deck. À, sạch một Duckworth cạt. Wow, coi vậy con này mới là sạch Duckworth cạt nè. Vậy có nghĩa là nếu mà bạn đít con này là bạn sẽ được cộng tới 2 cạc lận, được roll 1 và được sạch 1. Khác gì cái bó đó biết đâu. Rất là mạnh ha, chơi 3 đúng. Rồi, con này phát là gì? Nếu con này được đít, con này chơi 3 luôn. Nếu con này được đít xuống thì
các bạn nói ô bó là rít nè. Vậy con này banh con này ra xong rồi đít con này ro 2 bó là rít quá hợp lý. Nếu bị đít bằng ép của ốp thì ro 2. Ồ vậy nếu mà bạn bị đít bằng ép của ốp đục dạ được ro 2 là ông nội của bó là rít. Tiếp tục con level 1. Con này là khi bị đít cạt thì nhảy qua sân của ốp đúng không? Đúng rồi. Xong rồi ốp sẽ đối phương sẽ phải làm gì? Khi nó được sòn thì đối phương làm mình đít một cạt. Rồi hiểu à? Con này con mới đúng không ta? Không, cũ luôn. Cũ luôn hả? Rồi thì con này sẽ chơi với tất cả những cái con này. Ví dụ ở đây mình có con giật cạt nè, thấy không? Con giật cạt đúng không? Đối phương không có gì để giật cạc của mình thì mình sẽ giật cạc của đối phương bằng cách là khi mình đít con này bị đít xuống, đít cạc xuống thì nó sẽ nhảy qua đây và ép con này bắt mình là đối phương á, đối phương khi của đối phương, đối phương của đối phương. Các bạn hiểu không? Đối phương của đối phương là mình. Đít một cạc xuống, khi con này bị đít bởi cạc của đối phương nhưng mà thật ra cạc của đối phương là cạc của mình. Nhưng mà nó vẫn tính là cạc của đối phương thì đối phương sẽ phải đặt hai cạc trên tay xuống dưới đáy. Đó. Hiểu combo chưa mấy bạn? Rất là đơn giản luôn. Rồi thì ra vậy con này mới chơi ha. Rồi thì tất cả những cái cạc này nè, các bạn muốn đây những cái cạc trong Structure Deck đều có trong Structure Deck. Bây giờ mình sẽ giới thiệu những cái cạc cũng có trong Structure Deck luôn. Thứ nhất, con này không có trong Structure, con này có trong đây, con này nó sẽ có trong Structure Deck. Thì con này là bạn có thể nâng mỏ xuống và đít cạc number ok tăng công, quan trọng không phải là ép tăng công mà là cái hiệu ứng đít cạc để nháy những cái hiệu ứng khác, đó chỉ là phụ thôi, những cái hiệu ứng này mới là chính nè, nhưng mà vẫn khá là quan trọng ha. Thì có không? Rồi đây cạc này sẽ có trong Structure Deck, sao chơi có một vậy? Tại vì đối phương cũng được ra một. À ok. Cái này bạn sợ những cái trận như Mirror Match đối phương đít con này bạn bị mất hai hand. Mirror Match rồi tia rồi ok vậy con này mặc dù cộng nhưng mà chỉ có chơi một ha, tại vì nó cũng cộng cho đối phương nữa. Rồi cái này là gì đây? Đây là fusion hả? Fusion bằng cách đít cạc trên tay rất là mạnh ra con này. Rồi con này lát nữa mình sẽ nói về phép nào. Rồi ba nít nguyên liệu trên sân dưới mộ. Ok, nếu mà bạn xài nguyên liệu trên tay thì bạn sẽ phải đít cạc, còn nguyên liệu trên sân mà dưới mộ thì phải ba nít. Rồi nó còn một ép nữa là khi mà nó ở dưới mộ thì đít một con đất quơ trên em để nát nó lại lên hiệp. Có nghĩa là cạc này giúp bạn đít một con đất quơ xuống để nháy thêm ép và lấy nó lại, rất là mạnh nè. Cạc này cạc mới trong Structure Deck. Rồi con này là during your main phase you can discard vào đất của monster nếu you do. Rồi cái quan trọng là phần discard main phase thì có thể discard một đất của monster, tăng công thì cũng có lúc quan trọng nó, nhưng mà đi trên đầu thì nó không có hai ép discard luôn. Nó còn một ép nữa là khi mà có đất war cạc bị đít, có cạc bị đít bằng ép của đất war thì mình đít một ra hai. Vậy cái này cũng là cạc cộng ha. Rồi đất này ro khác nhiều ha. Cạc này sở dĩ mình nghĩ bạn đó không chơi ba, tại vì con này thứ nhất là có thể sạch được, thứ hai là nếu mà ro trúng con này nhiều quá thì sẽ không có chơi được. Rồi tiếp tục, con này chơi một, con này rất là rẻ trong DABL. Cho coi con này và một con phi hình đít cạc con kia và sọt này đúng không? Có thể đít con này sọt con kia cũng được. Vậy là con này có một công đôi việc ha, khá là mạnh nhưng mà chơi một thôi, tại vì có thể sẽ bị rít. Tiếp theo, siêu cạc của deck, cạc đi chất sân. Bạn đít hết hand xong rồi bạn ro lại bằng số bạn đít, là có nghĩa là bạn cộng rất là nhiều, tại vì tụi này khi xuống mộ đều có hiệu ứng. Ví dụ bạn đít 4 con này là bạn sẽ được ro, đầu tiên là sẽ ro 4 bởi cái cạc đi xuất sân nè, sau đó bạn sẽ được ro thêm 2 bởi hiệu ứng của nó và battle thêm 2 con dưới mộ nữa. Đó, ví dụ đó, một ví dụ điển hình thôi. Tiếp tục là những cạc ngoài Structure Deck hoặc là trong Structure Deck. Con này có đúng không? Mudman có. Rồi con này sẽ có trong Structure Deck ha. Danger thì ai cũng biết rồi, Danger là nguy hiểm thì ai cũng biết rồi. Còn effect của nó thì các bạn tự đọc đi.
hết coi chẹn vô. Rồi, Bigfoot cũng có trong suất Gadget. Bigfoot cũng có trong suất Gadget luôn. Thì luôn á. Dạ con này luôn. Rồi, tất cả các con này đều có trong suất Gadget. Bạn chỉ cần mua 3 suất Gadget là bạn đã gần như chơi được deck này rồi. Rồi, app của Mang Ninja thì nó đều có effect như nào rồi, các bạn tự tìm hiểu nha. Tự tìm hiểu nha, đừng và đừng quăng sân vô máy này nha. Đừng quăng sân vô máy này. Tiếp tục. Cạc siêu mạnh có thể chơi 3, hoặc là nếu mà các bạn không có điều kiện thì các bạn không cần chơi cũng được. Danger Nessie. Đây cái này, con này thì ai cũng biết rồi. Rồi. Và một con Jackalope thì bây giờ chắc cũng rẻ rồi. Tầm 100 ngàn thôi, rẻ thôi. Rồi. Alua Darknet, con này có mã common, bạn có thể tìm mã common để mua, rất là rẻ ha. Nó tràn lan đại hải ngoài đường á. Rồi về phần main deck. Như vậy là xong. Về tiếp theo là về phần extra deck. Hai con này ở trong SD luôn đúng không? Rồi, hai con này thì bạn mua SD là nó có rồi. Con này là con fusion mới, có effect là ngăn chặn hiệu ứng, nhưng mà nó không ngăn chặn hoàn toàn mà nó chỉ biến cái hiệu ứng của đối phương thành hiệu ứng là mình đít cạc một cạc. Có nghĩa là mình á là người đít thì đọc qua có thể thấy là nó trừ cho mình, nhưng mà thật ra thì mấy con này khi mà bị đít cạc xuống đều có hiệu ứng, cho nên là nó cũng có tính là cộng ha. Một phần này là cộng. Tính là bị đít bởi được tính là bị đít. Con này biến ép của đối phương thành đít cạc một cạc của mình. Có nghĩa là tụi này sẽ nháy được cái effect mà khi bị đít bởi effect của đối phương. Có nghĩa là nó sẽ rất là mạnh. Rồi. Tiếp tục. Abyss Driller thì tụi này cũng có level 4, cho nên đây một cạc rất là chơi được ha. Rẻ, giá rẻ. Number 60. Tại vì hiệu ứng của con này có một cái hiệu ứng là draw 2 và đít cạc 1, cho nên là nó có thể tương tác được với tụi này ha. Trong trường hợp, những cái trường hợp mà có thể bí quá, có thể lên con này. Hoặc cũng là được. Gấp đôi công OTK. Hoặc là đúng rồi, còn có những cái giống như gấp đôi công mà kéo làm con dưới bộ, kéo làm con dưới bộ thì chắc cũng không cần lắm. Nhưng mà đôi khi có thể sẽ cần. Rồi, tiếp theo, number 41, Baguska thì con này, như mình đã nói thì deck có level 4 nhiều và nhảy ra được nhiều thì cứ lên hay đây những cái level 4 mà những càng răng 4 bình thường, thông dụng. Rồi, tham thiếp cũng là những càng răng 4 thông dụng luôn. Tiếp theo thì number 38, con này được in lại rất là nhiều lần ha. Và trong God from the Past thì nó cũng đã có con này khoảng bao nhiêu vậy? Tầm 100 ngàn thôi, rất là rẻ. Rồi tiếp theo là Abolosa. Con này thì đã in lại cũng rất là nhiều lần. Gần đây cũng có một mã là Mama thì cũng rẻ ha. Cỡ 80-100. Rồi đó. Tiếp theo là Boresort. Con này cũng mới in lại trong mã Mama luôn. Thì con này dùng để có thể OTK. Thì giá của nó ở Sài Gòn này hiện là khoảng từ 30-50 ngàn. Tùy người bán, nhưng mà thường thì mình sẽ thấy người ta bán 50k nhiều hơn. Tại vì giá trị của nó, giá trị không phải về giá trị của càng, mà giá trị về cái hiệu ứng mà nó mang lại cho người chơi nữa. Cho nên giá có thể cao hơn một số chỗ. Rồi, tiếp tục thì những cái cạc có thể bạn chơi hoặc không chơi thì nó khá là mắc ha. IB thì con này không có rẻ, thì bạn có thể thay thế bằng nhiều lựa chọn khác. Chẳng hạn như là lại gì? Nhiến lựa chọn khác. Rồi, con này thì cũng rẻ nhưng mà khá là khó kiếm, mà nếu bạn nào kiếm được hoặc có sẵn thì rất là hợp lý, rất là ok. Rồi. Con này cũng rất là rẻ, tại vì nó có rất là nhiều mã rare, comment đồ có rồi. Làm gì có comment? Có comment không? Có rare, không có comment, nhưng mà rare thì cũng rẻ, cỡ 30 ngàn. Tới năm lại mới lên lại Mama nữa, Ucha nữa cũng rẻ ha. Rồi tiếp theo là con này khá là rẻ nhưng mà khó kiếm. Trong mã Dure thì khoảng đã lâu lắm rồi, cỡ 50 đổ xuống, nhưng mà kiếm được hay không thì mình không biết. Mình lên sàn Dure đến đi bà. Rồi. Hai càng tiếp theo thì đây. Rinusu thì khá là mạnh nhưng mà cũng như mình đã nói, sức mạnh tỷ lệ thuận với lại giá tiền.
sức mạnh tỷ lệ thuận với giá tiền, cho nên bạn có thể thay thế bằng một lựa chọn khác, răng 8 cũng được. Rồi Akashic thì bạn này tại sao lại bỏ cái này vô? Akashic là để mình lúc con này với có thể đá lại con này. Con đen trời vậy. Ok. Vậy con này có thể đá lại con này từ bên sân của đối phương về tay mình. Đúng rồi. Rồi. Con này thì cũng khá là rẻ. Cỡ dưới 100, cỡ 50. 50 không? Rẻ hơn, có thể rẻ hơn nữa. Suy định. Rồi. Thì deck này về giá tiền thì bạn chỉ cần mua 3 SD, một SD là nếu bạn mua trong shop là khoảng 350, nếu bạn mua ở ngoài của những cái người mà nhập về bán thì có thể rẻ hơn khoảng từ 300, có 280 cũng có nếu bạn tìm được giá siêu rẻ. Rồi thường là 300 ha, thì 3 SD là 300, những cái kẹt lẻ lẻ nãy giờ thì khoảng thêm 3 SD 900, chứ những cái kẹt lẻ lẻ là khoảng thêm từ 2 tới 3 400 gì đó nữa, tùy vào các bạn chơi những kẹt nào. Rồi thì deck này sẽ rơi vào tầm giá khoảng 1.2 tới 1.3, thì nó cũng khá là rẻ để một deck bạn có thể chơi được. Rồi thì về combo bạn có thể chia sẻ một chút về combo không ạ? Thường thì deck này sẽ không có combo cơ bản nha. Deck này không có một cái combo rõ ràng, nhưng mà end boss mà mạnh nhất của deck á thì thường sẽ có một Fabo, một con 38, với lại một con IP. Rồi. Với lại một con Fusion. Rồi. Đây là được coi là feel mạnh nhất khi mà quay xong, có thể gọi như vậy. Rồi, tại vì sao bạn này không cho một cái combo cụ thể thì mình sẽ cho các bạn coi ha. Đây, cái thứ mà không tạo nên combo cụ thể của tụi này chính là những con Danger. Tùy vào tụi nó đít, có thể đít những cái gì. Danger thì nãy bạn mình kêu các bạn đọc effect đi, ví dụ nó cầm với lại một đống cái con như vậy, hiệu ứng của nó là cho đối phương coi con này và đối phương sẽ chọn một kẹt random, nghĩa là không biết đó, nghĩa là không biết. Đây lý do vì sao combo của Dark World khó đoán ha. Nếu mà đây ví dụ trên tay mình có 3 con, bạn đít con này thì con này sẽ nhảy lên, con này nhảy lên, bạn có 2 body, bạn sẽ làm gì đó. Và nếu mà bạn đít con này, ví dụ bạn đít con này đi, thay vì bạn có 2 body thì bạn được draw 2 kẹt, kiểu như vậy. Và bạn sẽ coi bạn draw những cái gì mà bạn tính đó, những cái phương án tiếp theo, hoặc là bạn update chúng cái gì, bạn tính được những cái phương án tiếp theo ha. Thì đây là một cái cách chơi khá là hay của Dark World. Rồi thì về lưu ý này, bạn có lưu ý gì cho Dark không ạ? Lưu ý thì chắc cũng không có đâu, tại vì cái deck này nó rất là random, nó không có một cái cái lối quay cụ thể, nhưng mà cái concept chính thì chủ yếu là dạng quay ra thật là nhiều monster xong rồi cứ linh summon. Rồi với lại cái điểm hay của nó là nó có thể lúp được bằng cách đẩy cái mod của nó thì nó vẫn như cái deck combo bình thường khác thôi, nhưng mà nó hay ở chỗ là nó còn depend được của off nữa, cho nên rồi thì đây có một cái combo rất là cơ bản. Khi mà mấy con này bị đít xuống mộ rồi á, khi mấy con này mà bị ví dụ mấy con Danger này đít xuống mộ rồi mà bạn có một con Dark World trên sân thì bạn có thể đây là một ví dụ cơ bản nha. Bạn có một con Jackal lớp hai này dưới mộ và một con Dark World trên sân, bạn nếu mà bạn nháy Jackal lớp bình thường á, đúng không, nháy Jackal lớp bình thường thì chắc chắn sẽ đít chúng nó rồi và nó sẽ kéo con trong đấy ra. Vậy thì không có hay lắm, thì bạn có thể dùng effect của con này. Khi những cái con bự bự này á luôn có hiệu ứng dưới mộ là đẩy một con Dark World lên tay, sau đó bé sò nó từ dưới mộ lên. Đây bạn có thể đẩy này lên tay, sau đó bét sổ từ dưới mộ lên. Và Rafa cũng vậy, Rafa có thể đẩy ngược con này lên tay và bét sổ từ dưới mộ. Thì lúc này Jackal lớp thay vì bạn đít chúng nó thì bạn lại có thêm hai lựa chọn nữa cho đối phương chọn. Thì những bước tiếp theo thì tùy vào đối phương đít chúng những cái gì nha. Đây, đó thì đó nghĩa là combo cơ bản của Dark World thôi, là mêu mấy cái con bự bự này xuống, nhầm con, mêu những con bự bự này xuống xong rồi đẩy mấy con nhỏ nhỏ lên để bé sò mấy con bự bự đó, kiểu như vậy. Rồi đây là vậy là deck Dark World của chúng ta nó chỉ có như vậy thôi, khá là rẻ, phù hợp với túi tiền những học sinh sinh viên RMX
đùa thôi. Với những sinh viên thì cũng có thể chơi được. Đáng chỉ khoảng từ 1 triệu, trên dưới 1 triệu thôi, rẻ, rồi. Rồi, vậy là Dead Profile hôm nay tới đây là hết rồi. Tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.